Chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại điếu may của chị Dân ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cây mai phôi ha. Được cây nè, nhiều dáng thế luôn, giá thì rất mềm. Rất mong người ủng hộ cho chị Dân ha. Chào chị. Dạ, chị chào Tâm, thì giờ em xin kính chào quý cô chú anh chị trên toàn quốc ha. Hôm nay em có một số cây mai giảo hạt của nước theo Zalo của chú anh chị. Quý cô chú anh chị xem video ủng hộ cái chị em ha. Dạ, em ở xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Có điện thoại Zalo của em là 0857702620 ha. Đó cũng là số Zalo của em. Thì tất cả các cây em bao ship và sống cho quý cô chú anh chị trên toàn quốc ha. Dạ, để không làm mất thời gian thì em giờ chi tiết cây mã đầu clip hôm nay là mã số 1 nha quý cô chú anh chị. Số 1 ha, dáng trực nè. Rồi, chiều cao là 50 nha. Mình thân là 22. Rồi đường kính bầu là 40. Rồi, đây bàn đều luôn. Cái bàn đều ha, cũng nở. Tới 24 giờ luôn ha. Rồi, cái mã số 1 này nhân giá 850. Rồi, 850. Và cây số 2 luôn. Tiếp theo là mã số 2, chiều cao là 70. Hoành là 20 quý vị. Đường kính bầu là 35. Rồi, cái mã số 2 quý vị, em Zalo quý vị giá 350. Rồi, 350. À, qua cây tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo là cái mã số 3 ha. Rồi, chiều cao là 39. Bình thân là 26. Rồi, đường kính bầu là 35. Rồi, dáng lắc lượng ha. Con cháu không chịu đầy đủ quý vị. Cây này bóp gióp ngọn rất là đẹp nha. Cốt cành thì lực ha. Vậy quý vị chơi bonsai quý vị. Rồi, em Zalo quý vị giá 900. Rồi, 900. Hoành to như nữa. Rồi, qua cây tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo là cây mã số 4 quý vị. Chiều cao là 40. Hoành là 18. Đường kính bầu là 35 quý vị. Cây này có cái củ nở ha. Rồi, củ nở là 31. Có không tàn dù nha quý vị. À, đế củ nở ha. Đế đều luôn quý vị. À, em Zalo quý vị giá 500.000. Rồi, 500. Rồi, qua cây tiếp theo. Dạ, tiếp theo là cái mã số 5 nha quý vị. Chiều cao là 65 ha. Hoành thân là 23. Đường kính bầu là 40. Cây này cốt cành rã ngang hết quý vị. Chủ vườn xưa người ta có chỉnh có nước dây này ha. Mấy cái nó nách cành nó nu nu lên hết quý vị. Lô này rất là già cây ha. À, nu 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 lên hết quý vị. Rất cũng rất là đẹp luôn ha. À, đế thì củ nở công lực ha, xè đều luôn quý vị. Dạ, cái mã số 5 này em giao luôn quý vị giá 850. Rồi, 850. Ta quạt cây tiếp theo. Dạ, kế tiếp mã số 6 quý vị. Chiều cao là 50. Hoành thân là 24 nha. Đường kính bầu là 40. Củ nở như quý vị. Đấy, củ nở toàn do luôn ha. Hai cành thì đã ngang hết quý vị. Dạ, mã số 6 này em Zalo quý vị giá 1.200.000. Rồi, 1.200. Rồi, qua cây tiếp theo. Chiêu phong nè. Dạ, tiếp theo là mã số 7 quý vị. Chiều cao là 50. Hoành thân là 22 quý vị. Đường kính bầu là 40 ha. Cây này củ gom gọn quý vị. Đế đều bốn mặt luôn ha. Dáng hơi siêu. Dạ, cây mã số 7 nha luôn quý vị giá 700. Rồi, 700. Rồi, quạt cây tiếp theo. Rồi, cái tiếp là mã số 8, chiều cao là 40 quý vị. Cây này nó có cái nhánh tử trên lưng ha. À, hoành thân là 28. Rồi, đường kính bầu là 45. Cây này củ nở quý vị. Cây này chơi bonsai rất là đẹp luôn ha. Đế thì tứ diện quý vị, chống chịu đầy đủ luôn ha.
cũng nở. Cốt cành này là cái gì? Dẻo gì trơn, cây bonsai tầm trung ha. Dạ em vô giao lưu quý vị mã số 8 giá 1,5 triệu nha. Rồi, 1,5 triệu. Thôi, quạt cái tiếp theo. Dạ, cái tiếp là mã số 9 ha. Chị cao là 45. Hoành thân em ra tuốt mà đây nha quý vị. Dạ 32 hoành ha. Dạ. Tại trong đây cái rễ này nó dính lại nè quý vị, dính cái thân này nên không có đo được ha. Đường kính đâu là 45. Nếu mà đo được thì nó tầm khoảng cũng 34 35 hoành thôi, rất là nâng cây luôn. Cây này nhìn ngoài rất là đẹp quý vị. Cây thì liền lạc ha, không có bị thổ dứt gì quý vị. Quá xá cũng nở quý vị. Cái tứ diện luôn ha. Tay cành có sẵn nhiều quý vị ghép rồi co chơi thôi quý vị, rất là mau chơi luôn ha. Dạ cái mã số 9 này nha luôn quý vị, giá 2,2 triệu. Rồi 2,2 triệu có ngập kìa đẹp. À quạt cây tiếp theo. Dạ kế tiếp là cây mã số 10 quý vị, chị cao là 40 ha. Hoành là 21. Đây là cái củ nở quý vị. Này củ nở là 35 ha. Rồi đường kính bầu là 40. Rồi đây là quý vị. Bệ luôn. Củ nở ha. Bệ đế như quý vị. Đế thì tứ diện ha, củ nở quý vị. Lô này thì cái củ nở không được quý vị ha. Cây này thì đế nở dách chữ A quý vị. Rồi mã số 10 này em giao lưu quý vị giá 800. Rồi 800. Rồi, một cây tiếp theo. Dạ, cái tiếp là mã số 11 quý vị. Chiều cao là 35. Hoành là 27 nha quý vị. Ở trời, xíu dưới xíu ha. Ở đây nó dưới cái nè. Thôi để đo trên này đi. Ở đây thuốc đây. Đây thì 25 hoành nha quý vị. Em đo xích cái đây chút thì 29 ha. Đo nhiều vị trí cho quý vị tham khảo rồi. Đường kính bầu là 45. Cây này cũng có cái củ nở rất là đẹp quý vị. Lùng lực ha, để xe điện. Rồi em giao lưu quý vị giá 1,2 triệu. Rồi 1,2 triệu nha cây đẹp. Rồi quạt cây tiếp theo luôn. Dạ tiếp theo là mã số 12 quý vị. Chiều cao là 35. Hoành là 20. À, đường kính bầu là 35 quý vị. Cây này cũng củ nở nữa ha. Dạ quý vị, cái cây này nè nó có bị vết sam từ đây tới đây như quý vị. Nhưng mà nó cái da nó dính như vậy, em để nguyên vậy luôn ha. Không có khoét ra, để nguyên vậy cho nó mau liền da luôn quý vị. Rồi em giao lưu quý vị giá 300 ngàn ha. Rồi 300. Cây này củ rất là đẹp quý vị. Rồi qua cây tiếp theo. Rồi tiếp theo mã số 13 quý vị. Rồi chiều cao là 70. Hoành là 21 ha. Đường kính bầu là 30. À, cái bàn xà điệu như quý vị. Dán lắc lượng ha. Cây trực lắc luôn quý vị, có cốt cành luôn ha. Dạ em giao lưu quý vị với 350. À, 350. À, quạt cây tiếp theo luôn. Dạ kế tiếp mã số 14 quý vị. Chiều cao là 70. Hoành là 17 ha. Đường kính bầu là 25. Dạ mã số 14 quý vị ơi, em giao lưu quý vị giá 200 ngàn. Rồi 200. À, quạt cây tiếp theo. Dạ tiếp theo là mã số 15. Trắng rất lượng quý vị. Rồi, chiều cao là 35 ha. Hoành là 24. Rồi, đường kính đầu là 40. Cây này cũng có củ nở rất là đẹp như gì. Để đều luôn ha. Dạ mã số 15 này em giao lưu quý vị giá 850. Rồi, 850. Rồi, quạt cây tiếp theo. Dạ tiếp theo là mã số 16 quý vị. Dán trực tông cao. Rồi chiều cao là 1 mét. Hoành là 23.
đường kính đầu là 35 quý vị. Cây nào đế cũng nở, cũng nở quý vị ha. Xè đều quý vị. Cây này phong cao ha, có cành đều thì giữ lên trên quý vị. Dạ, mã số 16 này em giao lưu quý vị giá 600. Rồi, 600 thôi. Rồi, qua cái tiếp theo. Dạ, cái tiếp mã số 17 quý vị. Cây dân trực nữa ha. Chiều cao là 70. Hoành là 23 quý vị. Đường kính bầu là 35. Đa số lô này thì là củ đế nở ha. Đế thì trọng lực xè đều quý vị. Cây này thì chủ vườn cũng có chỉnh sửa rồi ha. Tay cành nó rã ngang quý vị. Đến thì 24 giờ luôn ha. Rồi em giao luôn quý vị giá 900.000. Rồi 900. Rồi qua cây tiếp theo. Dạ cái tiếp theo là mã số 18 quý vị. Rồi chiều cao là 40 ha. Hoành thân đây là 35. Cái này có cái củ nở quý vị. Đế thì cũng bắp bắp lực không ha. Rồi củ nở là 50. Đường kính bầu là 50 quý vị. À, quý vị tham khảo ha. Cái cộng đế của nó rất là lực để bóc không quý vị. Dạ cái cây này thì ở cái ức nó có một vết lũa nhỏ quý vị, nhưng mà nó đã xăm cứng rồi ha. Quý vị an tâm, nó không có bị mục quý vị. Đó ha, à, mấy cái mặt cắt thì nó đã lên nhựa mạnh rồi quý vị. Vậy quý vị có thể trồng được rồi ha. Dạ em giao lưu quý vị với 2.200.000. Rồi 2.200.000. Rồi, hoặc cái tiếp theo. Dạ, cái tiếp là mã số 19 nha quý vị. Số 19 chiều cao là 45. Toàn em ra tuốt vào đây luôn nha. Đây nè, cái dính cái rễ là dạ 29 của anh quý vị. Đường kính bầu là 45 ha. Cái này rất to quý vị. Nếu mà đo được tầm khoảng 33 mấy hoành ha. Tại vì nó uốn nằm xuống quý vị, dính cái rễ không có đo được ha. Cốt cành thì lực, cây nhìn ngoài rất là nâng cây như quý vị. Cốt cành có sẵn quý vị. Dạ em giao lưu quý vị giá 1.900.000. Rồi 1.900.000. Rồi qua cây tiếp theo. Rồi giá trực lực cây rất đẹp. Dạ tiếp theo là mã số 20 quý vị. Chiều cao là 60. Hoành thân là 23 quý vị. Cây này có cái củ nở ha. À, củ nở là 49. Đường kính bầu là 50. Quá xá củ quý vị ha. Để đẹp luôn quý vị. Để tứ diện luôn ha. À, số 20 quý vị. Một cây dáng trực ha, có cốt cành sẵn luôn quý vị ơi. Dạ em giao lưu quý vị giá 2 triệu. Rồi, 2 triệu. Quạt cây tiếp theo. Dạ cái tiếp là mã số 21 quý vị. À, chiều cao là 65. Hoành thân là 28 ha. Đường kính bầu là 40. Rồi để đây. Để bàn đều. Cái bàn đều củ nở quý vị. Lô này thì nở củ hết rồi quý vị ha. Củ nở dắt chữ A hết nha. Để thì tứ diện hết luôn. Có cành lực. Dạ mã số 21 này em giao lưu quý vị giá 1.500.000. Rồi 1.500.000. Rồi qua cây tiếp theo. Dạ cái tiếp là mã số 22 quý vị. Chiều cao là 35 ha. Hoành thân đây là 26. Đường kính bầu là 40 ha. Cây này có cái củ nở rất đẹp quý vị. Cộng đế này nè, quý vị không thích quý vị cắt bỏ luôn ha. Yeah. Chơi nguyên cái củ quý vị. Vậy quý vị trồng ha. Nó cái củ rất là đẹp luôn. Khoe cái củ nở quý vị. Chân trống chịu đầy đủ hết quý vị ha. Rồi mã số 22 này em giao lưu quý vị giá 1.600.000. Rồi 1.600.000. Rồi qua cây tiếp theo luôn. Dạ tiếp theo là mã số 23 quý vị.
Rồi, chi phong có cành bay dạ, chiều cao là 50 cái gì. Quần thân là 28 ha. Rồi, đường kính bầu là 40. Chấm chịu đầy đủ quý vị. Ngoài ngoài rất là năng cây nha quý vị. À, cụ đấy nở ha. Tại vì em đo 28 quành đo tuốt ở đây quý vị. Dạ. Nếu mà đo được ở trong thì nó tầm khoảng 30 ba mấy quành, cây rất là năng, cây rất là to ha. Tại chủ vườn uống nó rộng nó sát quý vị. Nó nằm ở dưới nên không có đo được. Có cái cành phóng nhẹ nhìn ngoài rất là có duyên quý vị. Cái cây này thì cái bộ đế nó nhìn ngoài giống như cái thú như vậy. Tờ thú ha. Dạ, như thú nó lết lết như vậy. Mặt này quý vị nhìn rất là giống thú luôn ha. À, em giao lưu quý vị giá 1.700.000. À, 1.700. À, quật cây tiếp theo. Dạ, tiếp theo là mã số 24 quý vị. Chiều cao là 70. Quỳnh thân là 25 quý vị. Cái cụ nở ha, cụ. Cái cụ nở quý vị tham khảo là 35 nha. Rồi đường kính bầu là 40 ha. Quá sáng cụ nở quý vị. Cụ nở tròn vo như cái bình bông vậy ha. Rồi cụ nở rất là đẹp nha quý vị. Những gì về cho cái phong tàn ở trên ha. Để điều tứ diện hết luôn. Rồi em giao lưu quý vị giá 1.500.000. Rồi 1.500.000. Rồi qua cây tiếp theo luôn. Dạ tiếp theo là mã số 25 quý vị. À, một cây dáng trực lắc ha, cốt cành đều luôn. Chiều cao là 95 ha. Quần thân là 26. Rồi để quái ha. Dạ đường kính bầu là 40 quý vị. À, để chân trống chịu đầy đủ ha. Để quái luôn quý vị. Vô này rất là năng cây luôn ha, có cành đắp đúng chuẩn luôn quý vị. Về quý vị không thích phong cao quý vị cắt lùn xuống ha, rút cốt cành lại chơi một cây bonsai tầm trung rất là đẹp luôn quý vị. Cốt cành quý vị thấy ha, tứ diện luôn, về đánh một cây trực lắc tàng thông quý vị. Dạ em giao lưu quý vị giá 1.700.000. Rồi 1.700.000. À, quất cây tiếp theo. Lùng lực. Dạ, kế tiếp là mã số 26 quý vị. Cây lùng lực bonsai luôn ha. Chiều cao là 30 nha. Bình thân là 30 quý vị. À, đường kính bầu là 40 ha. À, cây nhìn ngoài rất là năng, cây rất là đẹp luôn nha. Có cành lực luôn quý vị. Em cắt con cành á, hơi dư chút quý vị. Quý vị về quý vị rút sát vô chút xíu nữa ha. Nhìn cây rất là lực luôn. Củ thì nở ha. Đế cộng lực, đế nơm nha quý vị. Dạ mã số 26 này em giao lưu quý vị giá 2.200.000. Thôi, 2.200.000. Rồi, quạt cây tiếp theo. Dạ, tiếp theo là mã số 27 quý vị. Cây đế quý có cành phóng luôn ha. Có cành phóng nè. À, chiều cao là 40. Quành là 28 quý vị. Đồ sổ đế là 29 ha. Em đo tổng nồi đế quý vị tham khảo nha. Dạ tổng nồi đế là 1m35 quý vị. Dạ. À, đường kính bầu là 60. Quá hả? Rồi để tiếp theo. Đặt kẹo đế luôn. Em cậy vô thì còn cậy còn đựng lẻ. Đại đi. Cây cành phóng nó bay như vậy để quyết luôn ha. Cây này về cái gì nuôi con la nha quý vị, tứ diện luôn ha. Quá xá nồi đế cái gì nồi đế 1m3 luôn quý vị, cây siêu phong ha. Làm cho luôn quý vị giá 2.500.000. Rồi 2.500.000 cũng làm cây vip ha. À, quật cây tiếp theo luôn. Dạ, tiếp theo là cây mã số 28 quý vị. Chiều cao là 75. Quần thân là 25 ha. Cây này quá xa cụ đế quý vị. Cụ đế nở là 44 ha. À, đường kính bầu là 50. À, cây này em chưa vệ sinh quý vị. Quý vị thấy ha.
để quá xá bệ đế như gì cũ thì nở ha, quý vị thấy cái cụ đế quá xá cụ đế gì về quý vị vô chậu ha, quý vị lắp lên quý vị khoe cái cụ nở chơi rất là đẹp quý vị. Cây thì cốt cành đều ha, quý vị về quý vị rút cốt cành lại ha, trồng quý vị kê nó lên quý vị cho nó thành cây, cây thẳng ha. Cây thì đang lên gân rất là đẹp luôn. Dạ em giao lưu quý vị giá 1,6 triệu nha. Rồi 1,6 triệu. Rồi xuống cây. Dạ. Dạ mã số 28 cũng là mã số cuối cùng rồi quý vị. Dạ em cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Đã dành thời gian theo dõi ha. Trong thời gian theo dõi thì quý vị nghĩ ủng hộ giùm em ha. Dạ em chúc quý vị được nhiều sức khỏe ha. Em chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị vào video tiếp theo ạ. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị Dân. Xin chào và hẹn gặp lại.